Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Tên đó quả thật rất mạnh, may mà mình chạy nhanh. Cái kính mà Kiều Kiều đưa cho cũng bị hư rồi. Mạc Phàm, trời ơi, bị thương nặng như vậy sao? Cậu phải nhanh chóng tiếp nhận chữa trị đi. Không sao, tạm thời vẫn không chết được đâu. Ơi, xem ra tên đó tôi cũng bất lực rồi. Tại sao con cuối cùng lại mạnh như vậy? Thực lực của con đó hình như đã đạt đến cấp quân chủ rồi. Hiện tại cho dù là tập kết sức mạnh của toàn thành cũng rất khó chống lại nó. Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, tiếp theo giao lại cho chúng tôi. Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi nhiều như vậy. Cho dù vận mệnh lần này có của Đính Thành như thế nào, đội bảo vệ đều sẽ giữ vững đến phút cuối cùng. Đáng ghét nếu như mình không bị thương. Apat, ây da, đại ca ca sao lại bị thương nặng như vậy? Có phải là sắp không được rồi không? Gọi tôi đến để bàn lại hậu sự hay sao? Không được nguyền rủa tôi. Cô không phải là hậu duệ của Mendusa cao quý hay sao? Giúp tôi một chuyện nhỏ, đi chém chết con hắc quân nham cự ma kia đi. Người ta làm không được, đó là quân chủ chính thống đấy. Nếu như cô có thể diệt được con hắc nhân nham cự ma kia, tôi sẽ đồng ý với cô một điều kiện, xóa bỏ khế ước. Mơ đi, thế thì không còn gì để nói. Thế thì bỏ đi, chúng ta vẫn nên nhân lúc còn sớm mà rời khỏi đính thành này. Ây, dìu tôi một chút. Hả, bỏ qua thế sao? Anh không muốn làm gì nữa sao? Cô không ngoan, lại học được cách giấu đồ. Để trừng phạt, những toái tinh này tôi tịch thu. Ơi, trả lại cho tôi. Căng thẳng như vậy làm gì, những thứ này là gì? Là thứ rất quan trọng đối với tôi, mau trả lại cho tôi. Thế thì được, cô giải quyết hắc nhân ngam cự ma này, tôi sẽ trả lại cho cô. Khốn kiếp, đồ vô liêm sỉ. Cô muốn nói thế nào cũng được, nếu như cô không muốn, tôi sẽ cầm đến buổi bán đấu giá để bán. Có lẽ cũng đáng vài đồng. Anh. Hừm, không phải là muốn tôi giúp anh đối phó với hắc nhân nham cự ma thôi sao? Chỉ cần anh làm theo những gì tôi nói. Cô giáo, quái vật tấn công vào thạch bảo rồi. Đừng sợ, mệnh lệnh cho đội bảo vệ đem phòng tuyến thu nhỏ vào trong thạch bảo. Vâng. Ủa, người đó là Mạc Phàm, anh không cần mạng nữa sao? Mạc Phàm. Cô giáo, đây. Nguy rồi, lần này không phòng ngự được nữa rồi. Apat, tôi đã đi vào trong cơ thể của nó rồi. Được, bây giờ tôi sẽ dùng tinh thần lực để khống chế nó. Nó dừng lại rồi,